chứng kiến một vụ việc bi kịch khi một vận động viên có tiền sử 4 năm tăng huyết áp dẫn đến việc tim ngưng hoạt động đột ngột, gây sốc trong cộng đồng thể thao. Trong sự kiện giải chạy Tây Hồ Háp Marathon, một vận động viên nam 34 tuổi đột ngột ngừng tim trước vạch đích. Vận động viên này đã được xác định có tiền sử tăng huyết áp kéo dài 4 năm và thường xuyên sử dụng thuốc Cavacin để điều trị. Sau sự việc, anh đã được cấp cứu và chuyển đến bệnh viện Bạch Mai với tình trạng nặng. Qua các biện pháp sơ cứu và hồi sức, anh đã được chuyển đến bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 để tiếp tục điều trị và sau đó là bệnh viện Bạch Mai. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân chuẩn bị kỹ lưỡng trước các sự kiện thể thao để đảm bảo an toàn.